xin chào quý bà con cô bác nha. Hôm nay, Bưởi Miền Tây giới thiệu mẫu nhà vừa đẹp nè, vừa sang nè, lại hiện đại nữa cho quý bà con cô bác mình nè. Mời quý bà con cô bác mình cùng Bưởi Miền Tây tham quan ngôi nhà này nha. Đây là tầng trệt của ngôi nhà nè, tầng trệt có thiết kế là có phòng khách thật là to luôn, kế đến là phòng ngủ nè, rồi cầu thang nè, toilet nè, tiếp đến là nhà bếp nè. Đây là phòng khách đây, phòng khách này rất là rộng luôn đó, phòng khách này đậu được cả ô tô luôn nghe quý bà con cô bác ơi. Và đây là bộ sofa tại phòng khách nè, vừa đẹp vừa sang nè. Phía đối diện với sofa có kệ, mình để tivi được nè. Mời quý bà con tham quan một lần nữa khu vực phòng khách nha. Tiếp đến là phòng ngủ ở tầng trệt nè, phòng ngủ đã được trang bị đầy đủ nội thất luôn nha. Giường nè, có tủ nè, có bàn trang điểm luôn đó. Mời quý khách tiếp tục tham quan ở tầng trệt nha. Đây là khu vực toilet ở tầng trệt nè. Tiếp đến là một phần không thể thiếu trong ngôi nhà của chúng ta, đó là không gian nhà bếp nè. Nhà bếp rất hiện đại và full nội thất luôn rồi quý bà con cô bác ơi. Có bàn ăn nè, có tủ bếp nè, tủ bếp có lắp đặt sẵn cái cợi đựng chén bát luôn nha, rất là tiện lợi luôn. Đây là bàn ăn nè và tủ lạnh nè, mời quý bà con cô bác tham quan khu vực nhà bếp nha. Mời quý bà con mình cùng Bưởi Miền Tây khám phá trên lầu nha. Trên lầu thì có hai phòng ngủ nè, toilet nè, phòng sinh hoạt chung hoặc phòng thờ nè, có ban công phía trước nữa. Ngoài ban công có cả khu vườn xinh xắn mini luôn nha quý bà con cô bác ơi. Và đây là phòng ngủ nè. Phòng ngủ có tủ nè, có bàn nè, có cửa sổ luôn, rất là thoáng luôn, có giường nè. Và mời quý khách cùng tham quan nha. Tiếp đến là toilet ở trên lầu nè. Trong toilet trên lầu có sẵn bồn tắm nè nha. Wow, toilet này rất là đẹp luôn đó quý bà con cô bác ơi. Và đây là phòng ngủ thứ hai trên lầu nè. Phòng ngủ này rất là rộng luôn nha. Có tủ nè, có bàn nè, có ghế nè, thiết kế rất là sang trọng luôn. Tiếp đến mời quý bà con mình đi ra phía trước nha. Phía trước đây là khu vực sinh hoạt chung nè, có thể làm phòng thờ được luôn đó. Wow. Và đây là không gian ban công bên ngoài nè. Có ghế thư giãn nè. Có một khu vườn mini rất là xinh xắn luôn đó, rất là thoáng luôn. Đây là không gian phía trước ngôi nhà mình nè, con đường thật là to luôn. Mời quý bà con mình cùng tham quan ngôi nhà này nha. Nhà mình tọa lạc tại số 15 đường D4, khu đô thị mới Nhi Đồng, đối diện với bệnh viện Nhi Đồng đó. Diện tích là chiều ngang là 4, chiều dài 16, tổng cộng là 64m2. Diện tích nhà của mình là 128m2. Độ giới phía trước nhà mình là 13m, còn pháp lý ở đây là thổ cư sổ hồng. Hướng của nhà mình là hướng Tây Bắc nha. Nhà được thiết kế là một trệt nè, một lầu nè, có một phòng khách rất là rộng luôn, đậu được có gara đậu ô tô luôn đó. Phòng ngủ nè ở tầng trệt nè. Phòng ngủ trên lầu nè, nhà bếp nè, hai nhà vệ sinh luôn đó. Trên lầu còn có phòng thờ nè, hoặc là ban công nè, được tặng full nội thất luôn đó, như trong hình luôn nha quý bà con cô bác ơi. Quý bà con mình mua nhà liên hệ số điện thoại 0939868788 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Giá bán của ngôi nhà mình chỉ có 4.150.000.000 đồng thôi. Xin chào quý bà con cô bác nha.